Bất Diệt Long Đế chương 4566, Chiến trường Bắc Bộ. Có được vô ngân đạo, hắn đã không còn kiên kỵ, hắn còn có đại đạo chi ngân, còn có pháp giới. Cho nên dù bị cường giả phát hiện thì thế nào? Cho dù đằng trước có mấy vạn võ giả hỗn chiến thì sao? Dù đằng trước xuất hiện mấy chục cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn thì hắn cũng chẳng sợ. Chỗ này cách chiến trường Mạn Bắc không quá xa, Lục Ly bay với tốc độ nhanh nhất thì tối đa chỉ mất hơn một tháng. Có lẽ là bởi vì bên này cách chiến trường Bắc Bộ rất gần nên không có quá nhiều lão ma, đương nhiên, khi tiến lên Lục Ly cố ý tránh một số khu vực nguy hiểm. Hắn còn chưa đến mức cho rằng có được vô ngân đạo thì vô địch thiên hạ. Tiến lên mười mấy ngày sau, Lục Ly đi ngang qua một ngọn núi lớn, từ xa hắn liền cảm ứng được ngọn núi lớn kia có hơi thở của tiên thú, còn là một con tiên thú vô cùng cường đại. Lục Ly vốn muốn tránh né, nhưng ngẫm nghĩ, dường như có thể trắc nghiệm thử, xem tiên thú có thể phát hiện ra hắn được không. Sức chiến đấu của tiên thú này hẳn là có thể so sánh cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn, là đối tượng thử nghiệm rất tốt. Cơ thể Lục Ly hóa thành làn gió bay đi, rất nhanh lao vào núi lớn. Trong núi lớn có một sơn cốc, cự thú ẩn nấp trong sơn cốc, Lục Ly còn chưa tới gần sơn cốc liền cảm thụ được khí huyết của con tiên thú khủng bố kia. Hắn từ từ tới gần, tiên thú rõ ràng không phát hiện hắn, ngủ say trong sơn cốc. Lục Ly dốc hết sức thúc đẩy đại đạo chi ngân, luôn cảm ứng tình huống của con tiên thú. 1000 dặm, 500 lý, 100 dặm. Trên mặt Lục Ly lại lộ ra nụ cười, cách tiên thú gần như vậy mà nó không phát hiện được hắn, vậy chắc chắn là không phát hiện được. Nếu như là dưới tình huống bình thường, tiên thú đã sớm mở mắt ra gầm rống xông lên. Tiên thú cực kỳ mẫn cảm với hơi thở của sinh linh, đặc biệt là Lục Ly tu luyện thân thể, khí huyết phi thường vượng thịnh, cho dù hắn thả ra thần ẩn thuật nhưng lúc này nên bị nó phát hiện rồi mới đúng. Lục Ly suy nghĩ một hồi, thả ra một lũ sát khí. Quả nhiên con tiên thú khổng lồ mở mắt ra, ngửa đầu lên trời gầm rống một tiếng, theo sau cùng bạo xông lên. Lục Ly sớm tìm ẩn rời khỏi, tiên thú xông đến chỗ hắn vừa đứng. Nó gầm rống mấy tiếng, há mồm phun ra một luồng khói đen, hoa cỏ cây cối xung quanh thoáng chốc mất sinh cơ. Nó vừa gầm rống vừa phun ra khói đen khắp nơi, phạm vi mấy chục dặm lập tức biến thành đất chết. Tiên thú công kích một lúc, bởi vì không cảm ứng được sự tồn tại của Lục Ly thế là lủi thủi trở lại. Lục Ly hoàn toàn yên bụng, xem ra con tiên thú này không phát hiện được hắn. Lục Ly không đi ngay, hắn lòng vòng bốn phía, lúc gần thì cách tiên thú chỉ có 1 dặm. Lục Ly xác định tiên thú không cách nào phát hiện hắn, vô ngân đạo quả nhiên nghịch thiên. Đi! Lục Ly nhanh chóng rời đi, một đường tiếp tục bay hướng Mạn Bắc, sau khi bay xa 100 dặm thì hắn lộ ra thân hình, lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Lại lần nữa thuận lợi tiến lên thời gian 1 tháng, Lục Ly tới gần chiến trường Bắc Bộ, bên này đông thám báo hơn, Lục Ly không có thả ra vô ngân đạo, mà là vận dụng thần ẩn thuật tiến lên. Càng đi hướng Mạn Bắc thì thám báo, võ giả càng đông, hơn nữa còn có quân doanh, không biết bên này hội tụ bao nhiêu võ giả. Lục Ly muốn bắt một thám báo để hỏi Lục Tiểu Bạch ở chỗ nào, nhưng sợ thám báo không biết Lục Tiểu Bạch ở đâu, đến lúc đó đánh rắn động cỏ, ngược lại dẫn tới cường giả ở đây chú ý. Lục Ly ngẫm nghĩ, đi dạo xung quanh, xem thử có tiểu thành không, ở trong thành dễ tìm hiểu tin tức. Lục Ly đi dạo mấy ngày, phát hiện bên này ít nhất hội tụ 1000 vạn quân sĩ, thánh hoàng thì vô số kể, ước chừng có mấy trăm cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn. Quân doanh sắp xếp có thứ tự, phù hợp pháp trận cường đại nào đó. Đám cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn không phải ở chung một chỗ mà chia ra nơi khác nhau, nhiều doanh trại trong góc ẩn nấp cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn. Cho nên Lục Ly không dám xông loạn vào quân doanh, sợ xúc động một ít pháp trận thần văn, kinh động cường giả ở bên trong. Đi dạo xung quanh mấy ngày, Lục Ly tìm được một tòa thành rất có thể được xây dựng vì chiến tranh. Có nhiều chỗ trong thành còn mới, xem ra vừa được xây lên không lâu. Tòa thành trì này là quân quản. Lục Ly ở bên ngoài ra xét một lúc, chân mày cau lại. Trong thành đều là quân sĩ, hắn muốn đi vào trừ phi ngụy trang thành một quân sĩ. Lục Ly quan sát một khoảng thời gian, phát hiện tất cả quân sĩ đều có lệnh bài, không có lệnh bài không được vào thành. Có khi nào Lục Tiểu Bạch ở trong thành? Lục Ly đảo trong mắt, hắn ngẫm nghĩ, mặc kệ Lục Tiểu Bạch có ở trong thành hay không thì hắn phải vào một chuyến, ở trong thành có thể tìm hiểu tin tức, ở ngoài thành hắn biết đi đâu tìm hiểu tin tức. Hắn cấp tốc lui về phía sau, bay đi 100 vạn dặm tìm được một thám báo, một chiêu giết thám báo này. Lục Ly lột sạch thám báo, luyện hóa xác chết, thay chiến giáp, binh khí của võ giả này, cầm lệnh bài của người ta. Lục Ly còn luyện hóa lệnh bài kia, bên trong có được hơi thở linh hồn của hắn. Lục Ly thả ra thần dịch thuật, theo sau nghênh ngang đi hướng thành trì. Ở cửa thành có quân sĩ cản lại hắn, nghiệm minh lệnh bài, quân sĩ phất tay, Lục Ly đi vào trong thành. Quả nhiên trong thành toàn là quân sĩ, có tửu lâu, sòng bạc, thanh lâu, tòa thành này dành cho các quân sĩ thả lỏng nghỉ ngơi. Lục Tiểu Bạch không ở trong thành. Lục Ly ở trong thành tùy tiện chuyển một vòng thì ra kết luận, bởi vì hắn không cảm ứng trong thành có hơi thở của cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn. Lục Tiểu Bạch vốn là cường giả cấp bậc này, chớ nói chi bên cạnh hắn chắc chắn sẽ có mười mấy chí cường giả bảo hộ, trong thành không có một chí cường giả, Lục Tiểu Bạch tự nhiên không ở đây. Lục Ly ngược lại không lo lắng không tìm được Lục Tiểu Bạch, trong thành có nhiều tửu lâu, thanh lâu, sòng bạc, bên trong có hơn 10 vạn quân sĩ, tìm hiểu hành tung của Lục Tiểu Bạch dễ như chơi. Tìm hiểu tin tức quả nhiên rất dễ dàng, Lục Ly chỉ ngồi trong tửu lâu nửa ngày đã biết tâm tích của Lục Tiểu Bạch. Lục Tiểu Bạch không ở trong thành, cũng không ở trong quân doanh, mà là đi một ngọn núi lớn ở gần đó. Trong ngọn núi lớn kia có một tòa cổ mộ bị phát hiện vì gần đây khai chiến. Không phải Lục Tiểu Bạch muốn tìm bảo bối, thân là nhi tử của Đông Cảnh Chi Vương, hắn thiếu gì báu vật. Nguyên nhân Lục Tiểu Bạch đi vào tòa cổ mộ là vì hắn đánh với nhi tử của Bắc Cảnh Chi Vương thật lâu, thuộc hạ của hai bên thương vong rất nghiêm trọng. Sau khi cổ mộ xuất hiện, nhi tử của Bắc Cảnh Chi Vương đưa ra ván cược, hai bên tự mang 10 cường giả đi vào, xem ai lấy được thần binh của chủ nhân cổ mộ trước. Nếu ai lấy được thần binh của chủ nhân cổ mộ thì xem như người đó thắng, người thua nhất định phải tuyên bố thông cáo thừa nhận thất bại, hơn nữa về sau gặp phải đối phương thì nhường bước. Thế hệ trẻ, tranh vương giả. Thế hệ trước sớm phân ra thắng thua, thực lực của Cửu Cảnh Chi Vương đã xếp hạng, hiện tại đến lượt trẻ tuổi tranh phong. Lục Tiểu Bạch khoảng thời gian trước mới đấu với nhi tử của Nhất Cảnh Chi Vương, bây giờ lại đánh với nhi tử của Bắc Cảnh Chi Vương, đây là muốn tranh đoạt vị trí đệ nhất thế hệ trẻ. Võ đấu biến thành văn đấu. Võ đấu vẫn luôn không có kết quả, hai bên đều không cách nào làm gì được đối phương, cho nên chuyển sang văn đấu. Xem ai đoạt được thần binh của chủ nhân mộ địa này, bên thua phải thừa nhận thất bại, còn phải tuyên bố thiên hạ. Một khi tuyên bố thiên hạ chắc chắn ảnh hưởng thanh danh của đối phương, chứng minh nhi tử của một vương áp chế người khác, cũng ảnh hưởng tâm cảnh của kẻ thất bại, làm chậm tiến độ tu luyện của người đó. Bù qua sớt lại, có lẽ cả đời đều sẽ bị người thắng trấn áp. Lục Tiểu Bạch và con của Bắc Cảnh Chi Vương Bối Áo đã đi vào mộ địa này hơn một năm, hiện tại còn chưa thấy đi ra. Chủ tướng hai bên đều vắng mặt, cho nên quân đội tự nhiên sẽ không khai chiến, chỉ chờ kết cục cuối cùng, xem rốt cuộc là ai thắng ai thua. Danh dự rất trọng yếu, đặc biệt là đối với con của Cảnh Vương, bởi vì tương lai nối ngôi, phải có sức chiến đấu và chiến tích khiến đại tộc, cường giả dưới tay chịu phục, cho nên vương gia trẻ tuổi tranh đấu là hiện tượng luôn có trong lịch sử. Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, Huyền, Khôn, Nguyên, Đấu, chính cảnh này phân chia đa số khu vực tiên vực. Tuy nguyên tiên vực có nhiều cường giả đại viên mãn, thí dụ như Vân Vương Thành còn có 2 đại viên mãn, nhưng Cửu Cảnh Chi Vương là người mạnh nhất tiên vực, sức chiến đấu hay thế lực đều không thể nghi ngờ. Nếu không thì làm sao có thể hùng bá một phương. Nghe nói thọ nguyên của Đông Cảnh Chi Vương không còn nhiều, Lục Tiểu Bạch muốn lên ngôi thì phải có sức chiến đấu cường đại, bắt buộc phải có chiến tích huy hoàng. Trong lịch sử, vương giả thế hệ trẻ không ngừng chiến đấu lớn lên, có thể chiến thắng Bối Áo hay không là điều rất mấu chốt đối với Lục Tiểu Bạch, đương nhiên, cũng rất quan trọng với Bối Áo. Nếu Bối Áo thất bại thì Bắc Cảnh Chi Vương có thể chọn một nhi tử khác bồi dưỡng. Đông Cảnh Chi Vương chỉ có một đứa con, nếu Lục Tiểu Bạch thua trận này thì sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý của hắn, tương lai hơi khó trở thành cường giả cấp bậc đại viên mãn, đến lúc đó Đông Cảnh Chi Vương sẽ đổi chủ. Đây là những tin tức Lục Ly tìm hiểu được, hắn tiếp tục ngồi cả buổi trong tửu lâu, muốn tìm hiểu khi nào nhóm Lục Tiểu Bạch đi ra. Nhưng biết hỏi ai tin tức như vậy? Ai có thể biết? Bọn họ không đi vào cổ mộ, tình huống bên trong thế nào e rằng chỉ có nhóm Lục Tiểu Bạch biết. Chắc sắp được rồi. Lục Ly trầm ngâm, đã đi vào hơn một năm, Lục Tiểu Bạch và Bối Áo đều mang theo 10 cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn đi vào, dù hai bên ở bên trong đấu trí đấu dũng đấu ngoan, đánh sống đánh chết, ít nhất có thể xác định một điều, Lục Tiểu Bạch và Bối Áo sẽ không chết. Có thể tranh, có thể đấu, không thể xuất hiện tử vong. Thuộc hạ có thể chết nhưng Lục Tiểu Bạch, Bối Áo tuyệt đối không thể chết, đặc biệt là Lục Tiểu Bạch, Một khi Lục Tiểu Bạch chết thì Đông Cảnh Chi Vương bộc phát ra lửa giận sẽ đốt toàn bộ Bắc Cảnh thành đất khét. Đây là ăn ý giữa các cảnh, không thể giết mấy tiểu chủ tử. Mang theo 10 thuộc hạ, không nói sức chiến đấu của mỗi người đều rất biến thái, ít nhất đều có thần thông, có thể bảo đảm Lục Tiểu Bạch và Bối Áo sống đi ra. Cho nên Lục Ly phỏng đoán hơn 1 năm là đủ, văn đấu giữa Lục Tiểu Bạch và Bối Áo phỏng chừng sắp kết thúc. Chờ một chút vậy. Lục Ly chưa từng nghĩ sẽ đi vào cổ mộ, đầu tiên, chưa chắc hắn vào được. Hai bên cổ mộ đều có cường giả canh gác, nếu không thì một số lão ma tùy tiện lẻn vào ám sát tiểu chủ của họ thì sao? Thứ hai, nhóm Lục Tiểu Bạch ở bên trong đã hơn 1 năm, chắc chắn đã vào sâu tận cùng cổ mộ, bây giờ Lục Ly có vào cũng không đuổi theo kịp bước chân của bọn họ, không chừng đợi hắn đi vào, nhóm Lục Tiểu Bạch đã ra rồi. Lục Ly quyết định ở trong thành nghỉ ngơi, chờ đợi thời gian nửa năm. Hắn phỏng chừng tối đa thời gian 1 năm là nhóm Lục Tiểu Bạch sẽ đi ra, đến lúc đó hắn xa xa nhìn một cái, liền có thể xác định Lục Tiểu Bạch có phải là Tiểu Bạch hay không. Trong tửu lâu có khách phòng, nhưng hơi đắt, Lục Ly không thiếu thiên thạch, trong thành là quân quản, thật ra khá loạn. Lục Tiểu Bạch triệu tập nhiều đại tộc Mạn Bắc, lúc Lục Tiểu Bạch có mặt thì đám võ giả đại tộc rất nghe lời, Lục Tiểu Bạch không ở, bọn họ tự nhiên sẽ loạn. Cho nên Lục Ly ở trong thành cư trụ một khoảng thời gian, không có võ giả để ý hắn. Cũng có võ giả bế quan tu luyện ở trong quân doanh hoặc tửu lâu, cho nên việc này cũng bình thường. Lục Ly mở ra thần văn trong phòng, theo sau hắn còn khiến Huyết Linh Nhi bố trí một ít cấm chế thần văn. Hắn bắt đầu bế quan tu luyện, một bên luyện hóa thần dược, một bên tham ngộ vô ngân đạo. Lục Ly chưa luyện hóa thần dược hàng đầu lấy trong Diễm Hoàng mộ, những thần dược này đều là mấy vạn, 10 mấy vạn năm tuổi. Một gốc thần dược ít nhất có thể so sánh 1000 gốc thần dược bình thường. Có hơn 100 gốc thần dược như vậy, nếu luyện hóa thì tối đa 1 tháng là luyện hóa xong, Lục Ly không nỡ luyện hóa, nơi này cũng không phải nơi tốt đẹp để luyện hóa, lỡ như dược lực cường đại lan tỏa ra ngoài thì rắc rối. Luyện hóa thần dược là việc nhỏ, hiện tại thân thể và linh hồn tăng lên cũng chậm, hắn chủ yếu là tham ngộ vô ngân đạo. Bây giờ vô ngân đạo là việc quan trọng nhất của Lục Ly, tham ngộ vô ngân đạo đến đại thành thì hắn có thể đi khắp thiên hạ, đại viên mãn cũng khó mà phát hiện ra hắn. Tu luyện trong tửu lâu quả nhiên rất an nhàn, tửu lâu này do một đại tộc mở, tự nhiên không có quân sĩ dám tới nơi này gây sự. Lục Ly vốn là hàng giả, cho nên không có cấp trên đến tìm hắn, hắn yên lặng tu luyện nửa năm, nhóm Lục Tiểu Bạch còn chưa đi ra. Lục Ly cũng không sốt ruột, dù sao nhóm Lục Tiểu Bạch rồi sẽ có lúc phải ra, chẳng lẽ bọn họ bị nhốt chết ở trong đó luôn sao? Lại lần nữa qua hơn 4 tháng, Lục Ly đột nhiên bị giật mình tỉnh lại, bởi vì hắn cảm giác bên ngoài ồn ào, hắn đã mở ra thần văn, Huyết Linh Nhi còn bố trí thần văn, hắn có thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì tình huống phải hỗn loạn tới mức nào. Lục Ly lập tức thả ra vô ngân đạo tiềm ẩn, hắn thúc đẩy đại đạo chi ngân cẩn thận dè dặt ra ngoài tra xét, rất nhanh hắn hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Bên ngoài không chỉ ồn ào, quả thực có thể nói là hỗn loạn, cảm giác giống như là trời sập. Ra chuyện lớn. Một cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn ra khỏi cổ mộ, mang ra một tin tức, Lục Tiểu Bạch bị nhốt, nguy trong sớm tối. Lục Tiểu Bạch bị nhốt không phải chuyện lớn gì, nhưng nguy trong sớm tối thì rất dọa người. Nếu Lục Tiểu Bạch chết trong cổ mộ, chúng võ giả đều không cách nào tưởng tượng sẽ bộc phát lửa giận cỡ nào. Không chừng võ giả ở đây bị giết hết, thậm chí các đại tộc cũng bị liên lụy. 9 cảnh vương, Đông Cảnh Chi Vương được công nhận là cường giả chí tôn thực lực cường đại, tính khí táo bạo. Bản thân hắn là tiên thú, tính cách khá bạo ngược, về sau trở thành Đông Cảnh Chi Vương cơ hồ là đạp trên xác của vô số chí cường giả đi lên. Hắn thống trị Đông Cảnh mấy năm nay, cũng có vô số đại tộc ngỗ nghịch hắn bị hắn diệt tộc, cái tiếng bạo ngược hung tàn truyền khắp toàn bộ tiên vực. Nhi tử của hắn mới được tìm về không bao lâu, hắn không còn nhiều thọ nguyên, sao có thể không cưng chiều nhi tử này. Nếu Lục Tiểu Bạch đòi cưới tiểu công chúa gì đó của một vị cảnh vương thì Đông Cảnh Chi Vương tuyệt đối sẽ lập tức đi cầu hôn, đối phương không muốn thì phỏng chừng hắn sẽ tự mình ra tay đoạt lấy. Ở trong lòng tất cả võ giả, bất kỳ võ giả Đông Cảnh nào có thể chết, thậm chí võ giả đại viên mãn có thể chết, nhưng Lục Tiểu Bạch tuyệt đối không thể chết. Bởi vì không có bất cứ cường giả dám đánh chết Lục Tiểu Bạch, cho dù là nhất cảnh Chi Vương đều không dám động Lục Tiểu Bạch. Một khi động Lục Tiểu Bạch, Đông Cảnh Chi Vương thì sắp hết thọ nguyên, đến lúc đó e rằng Đông Cảnh Chi Vương sẽ lật tung tiên vực, thậm chí nổi điên hủy diệt luôn sinh linh của một cảnh. Hắn sắp chết, nhi tử duy nhất thì chết, không nổi điên được sao? Một cường giả đỉnh phong tính cách bạo ngược, có sức chiến đấu và thế lực cường đại, khi nổi điên thì sẽ xuất hiện cục diện thế nào? Không cách nào tưởng tượng. Cho nên giờ phút này toàn bộ tiểu thành đều lộn xộn, có người điên cuồng hét to gào thét, có võ giả chạy nhanh đi xa, đi đưa tin, bên quân doanh cũng có vô số quân sĩ và cường giả tụ tập lại đây. Sau khi Lục Ly biết được tin tức thì lòng trùng xuống. Nhưng hắn ban đầu không quá hốt hoảng, kiên nhẫn lắng nghe võ giả ở bên ngoài nghị luận, đi tìm hiểu tình báo. Lục Ly cho rằng, chỉ cần Tiểu Bạch không chết, Đông Cảnh Chi Vương chắc chắn sẽ chạy tới với tốc độ nhanh nhất. Còn có cường giả đại viên mãn của Đông Cảnh, Mạn Bắc chắc chắn có tộc vương đại tộc là đại viên mãn, thậm chí trong quân doanh này có lẽ có đại viên mãn trấn giữ. Chỉ cần cường giả đại viên mãn đi vào thì Lục Tiểu Bạch nhất định sẽ được cứu vớt. Lục Ly nhanh chóng phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Lục Ly đã quên Diễm Hoàng mộ. Cường giả đại viên mãn không thể vào Diễm Hoàng mộ, mộ này cũng giống như vậy. Nếu cường giả đại viên mãn cưỡng bức đi vào thì không gian trong mộ địa sẽ sụp đổ, đến lúc đó Lục Tiểu Bạch chết càng nhanh. Nghe nói tiểu chủ xúc động một đại trận thần văn mạnh nhất bên trong, bị đại trận và chí bảo trấn áp, hắn mang vào 10 cường giả cũng đều bị trấn áp. Chỉ có một may mắn trốn ra, tiểu chủ giờ phút này đã hấp hối, không nghĩ biện pháp thì e rằng không sống được quá lâu. Không sao đâu, nhất định không sao. Cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn ở đây đã chạy hướng khu vực mộ, nhiều cường giả như vậy không thể nào không phá giải được thần văn pháp trận chứ. Tiểu chủ chắc chắn có thể được cứu vớt. Đúng rồi, tin tức đã truyền ra, cường giả có chút thành tựu về thần văn pháp trận trong toàn bộ Đông Cảnh sẽ chạy tới đây ngay. Tiểu chủ chắc chắn sẽ không chết. Chủ thần phù hộ, tiểu chủ nhất định phải sống sót, nếu không thì tộc quần của chúng ta tiêu đời. Dưới cơn giận của Cảnh Vương, chúng ta sẽ không sống nổi. Trong thành, đám võ giả tụ tập lại với nhau. Đám già Thánh Hoàng không cách nào giữ bình tĩnh được nữa, trên mặt tràn ngập lo âu, khủng hoảng. Lục Tiểu Bạch có chết thì bọn họ cũng không đau lòng không bi thương, bọn họ chỉ lo lắng tộc quần của chính mình sẽ bị Đông Cảnh Chi Vương nổi giận giết chết. Đi! Lục Ly nghe một lúc thì bay ra ngoài, lao nhanh về phía Tây Bắc. Lục Tiểu Bạch bị thần văn trấn áp. Huyết Linh Nhi có chút tạo nghệ về thần văn, Lục Ly quyết đi vào nhìn xem. Nếu Lục Tiểu Bạch là Tiểu Bạch, dù hắn phải bỏ mạng cũng quyết cứu ra. Tốc độ của hắn đạt đến mức tận cùng, lao vút đi lung Hoàng Sơn chỗ có cổ mộ. Ngọn núi lớn cách bên này không quá rất xa, chỉ có nghìn vạn dặm, tốc độ của Lục Ly đạt đến mức tận cùng, tiêu phí hết nửa ngày đã đến nơi. Bên này đã có vô số võ giả tụ tập lại, đều là quân sĩ và cường giả của Đông Cảnh, không thấy cường giả và quân đội Bắc Cảnh. Quân đội bao vây nguyên ngọn núi, phong tỏa tin tức. Lục Ly đang nghe truyện trên TV audio CV không lề mề, trực tiếp thả ra thần ẩn thuật bay vào bên trong, dễ dàng tránh đi quân sĩ tra xét. Hắn một đường lao sâu vào núi lớn, hắn có thể cảm ứng trên đỉnh núi tụ tập nhiều quân sĩ và cường giả, xem ra đỉnh núi là lối vào của cổ mộ. Đỉnh núi có cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn, Lục Ly vì tránh cho phiền phức, hắn thả ra vô ngân đạo, như quỷ hồn âm thầm đi đỉnh núi. Rất nhanh hắn đến đỉnh núi, trên này có một số phế tích cung điện tàn phá, từng vòng quân sĩ vây quanh tòa cung điện ngay chính giữa. Có 3 cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn đang đứng trong cung điện đổ nát, vẻ mặt sốt ruột. Lục Ly xuyên qua vòng vây quân sĩ đến bên ngoài cung điện đổ nát, hắn trông thấy một lối vào đen ngòm, còn thấy lối vào lấp lánh ánh sáng đen, hắn sắc mặt có chút khó xem. Lối vào bị phong ấn. Hắn có vô ngân đạo, có thể qua mắt 3 chí cường giả này, nhưng nếu Lục Ly muốn đi vào nhất định phải phá vỡ phong ấn, chắc chắn sẽ bị 3 chí cường giả phát hiện. Thời gian gấp gáp. Lục Ly bất chấp, thân thể của hắn thoáng hiện ra, trực tiếp xuất hiện ở trong cung điện. Hửng! 3 chí cường giả toàn thân xù lông, quân sĩ xung quanh xoe tròn mắt, một võ giả lặng lẽ xuất hiện trong đại điện. Đây là tình huống gì? Đại viên mãn. Đây là cảm giác đầu tiên của tất cả quân sĩ cùng 3 chí cường giả, nếu không thì Lục Ly không thể nào đi vào đại điện mà bọn họ không nhận ra. Nhưng thần niệm của bọn họ quét qua, Lục Ly trông giống như một cấp đế hậu kỳ. Nhất định là cảm ứng sai. Một thánh hoàng thì thào, quân sĩ khác cũng có cảm giác như thế. 3 chí cường giả nhìn nhau một cái, đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Lục Ly vận dụng thần dịch thuật biến thành một lão nhân, 3 chí cường giả không dám không kiên nể gì tra xét, cho nên không cảm ứng ra Lục Ly dịch dung. Một chí cường giả suy nghĩ một hồi, chắp tay hỏi. Các hạ là... bổn tọa là ai không trọng yếu. Lục Ly lạnh như băng nói. Bổn tọa nhận lời mời đến cứu trợ Lục Tiểu Bạch, mở ra phong ấn, mang bổn tọa đến nơi Lục Tiểu Bạch bị trấn áp. Chuyện này, ba chí cường giả đều chần chừ, không rõ thân phận của Lục Ly thì sao có thể cho đi dễ như vậy. Lỡ như là kẻ địch, lỡ như là đi vào ám sát Lục Tiểu Bạch thì sao? Ngớ ngẩn. Lục Ly hét to, cả giận nói. Bổn tọa không phải đại viên mãn, các ngươi có nhiều cường giả ở bên trong mà còn sợ bổn tọa sằng bậy sao? Hơn nữa, Lục Tiểu Bạch sắp chết, các ngươi còn băn khoăn cái gì? Làm lỡ thời gian dẫn đến Lục Tiểu Bạch chết đi, cảnh vương của các ngươi muốn lấy đầu các ngươi thì không liên quan gì bổn tọa. À, ba chí cường giả sửng sốt, ngẫm lại cảm thấy có lý. Cường giả đại viên mãn không vào được, không phải đại viên mãn thì cho vào có sao đâu. Bên trong đã đi vào ít nhất 50 cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn, Lục Ly vào trong đó có thể làm gì? Các hạ đi theo ta. Một lão nhân mặt dê núi cắn răng, đánh ra một luồng sáng mở ra phong ấn, bay vào trong. Lục Ly hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang đi vào theo. Không đúng. Sau khi Lục Ly đi vào, một chí cường giả tóc đỏ chớp chớp mắt, truyền âm cho một chí cường giả khác. Sao ta cảm thấy cường giả này giống hỏa ma? Hình như vậy. Một chí cường giả khác giật mình tỉnh lại, truyền âm nói. Cùng là cấp đế, còn là nhân tộc, chỉ khác ngoại hình. Ngữ khí dường như cũng rất tương tự, hắn còn có thuật tiềm ẩn cường đại. Lão tử đi truy tung nhưng không đuổi theo kịp, đều khớp. Nguy rồi. Chí cường giả tóc đỏ giật nảy mình, truyền âm nói. Ngươi ở đây trấn thủ, ta đuổi theo vào, nếu không thì hỏng chuyện. Không cần. Chí cường giả tóc nâu lắc đầu, nói. Dù là hỏa ma thì sao? Bên trong có 50 cường giả, hắn có thể lật trời sao? Hơn nữa ta cảm giác hỏa ma và tiểu chủ có lẽ là quen biết cũ thật. Hôm đó, thật ra Vũ Đại Nhân không đưa thư cho tiểu chủ ngủ say, cũng không biết việc này. Thái độ của Vũ Đại Nhân khá lạ lùng, nếu hỏa ma và tiểu chủ không quen thì tại sao Vũ Đại Nhân không giết hỏa ma mà chỉ đuổi hắn đi? Cái gì? Vũ Đại Nhân không đưa thư cho tiểu chủ xem. Chí cường giả tóc đỏ mắt lóe tia sáng, hoang mang hỏi. Tại sao Vũ Đại Nhân làm như vậy? Hắn không sợ tiểu chủ về sau biết được sẽ tức giận sao? Chí cường giả tóc nâu lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, tóm lại hôm đó ta trấn thủ bên ngoài cung điện của tiểu chủ, không thấy Vũ Đại Nhân tiến vào, Vũ Đại Nhân còn dặn đừng nói việc này lung tung ra ngoài. Vậy mặc kệ. Chí cường giả tóc đỏ khe khẽ thở dài nói. Hy vọng lần này tiểu chủ đừng xảy ra chuyện, nếu không thì ngươi và ta chết chắc, cảnh vương yêu thương tiểu chủ như vậy, ai? Chỉ có thể hy vọng tiểu chủ là người may mắn được trời phù hộ. Chí cường giả tóc nâu thở dài một hơi, theo sau trong con ngươi vụt qua một chút tức giận nói. Lần này đều do Bối Áo làm hại, ta phỏng chừng tiểu chủ bị trấn áp cũng bởi nhóm Bối Áo gây ra. Nếu tiểu chủ chết rồi, dù Bối Áo có Bắc Cảnh Chi Vương che chở thì chắc chắn vẫn sẽ bị cảnh vương xé nát. Đáng tiếc, để nhóm Bối Áo chạy trốn rồi. Chí cường giả tóc đỏ tiếc nuối nói. Nếu có thể bắt nhóm Bối Áo thì dù tiểu chủ mất, cảnh vương cũng có chỗ trút giận. Hai chí cường giả truyền âm giao lưu giây lát, cuối cùng không nói gì nữa, chỉ để lại hai tiếng thở dài nặng nề. Lục Ly đi theo cường giả mặt dê núi vào trong, đi vào một đại điện hùng vĩ bá khí, trong đại điện còn có một pho tượng, cùng với một tí báu vật. Lục Ly và cường giả mặt dê núi phớt lờ chúng nó. Lục Ly nhìn thoáng qua pho tượng rồi theo cường giả mặt dê núi lao vào đường hầm phía trước. Xông vào đường hầm, tận cùng có một cánh cửa, cửa này đã sớm bị mở ra. Lục Ly và cường giả mặt dê núi bay vào. Đại điện tiếp theo là một đại điện hình chữ nhật khác, dấu vết chiến đấu văng khắp nơi, Lục Ly còn nhìn thấy có rất nhiều thần văn, nhưng đều bị phá hủy. Tiếp tục chạy như điên, đại điện tiếp theo có nhiều cửa, có mấy cánh cửa mở rộng, hiển nhiên cường giả mặt dê núi biết được, mang theo Lục Ly trực tiếp đi vào một cánh cửa. Đi vào cánh cửa là một hành lang tối đen, cường giả mặt dê núi dặn dò. Nơi này sẽ có hồn thể quái vật công kích. Các hạ cẩn thận. Không sao. Ngoài người bốc cháy lửa màu trắng, hắn không sợ bị nhận ra thân phận. Lửa màu trắng vừa xuất hiện thì chiếu sáng hành lang, nhiệt độ tăng nhanh. Cường giả mặt dê núi lập tức bay tới trước một khoảng cách, thế này mới nghi ngờ nhìn Lục Ly một lúc, nhưng không nói gì thêm. Đi đi. Lục Ly phất tay, có lửa hộ thể, quái vật hồn thể bình thường hẳn là không dám tới gần. Cường giả mặt dê núi nhanh chóng tiến lên, Lục Ly theo ở phía sau. Chốc lát sau, hai bên vách tường chui ra các bóng đen, không nằm ngoài dự đoán của Lục Ly, đám quái vật hồn thể e sợ lửa, không dám công kích hắn. Mặt dê núi là cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn, dư sức đối phó quái vật hồn thể, bọn họ một đường chạy như điên, hành lang này rất dài, tiêu phí thời gian một nén hương bọn họ đi ra hành lang. Cuối hành lang có một cánh cửa, Lục Ly thu lửa lại, đi theo vào cửa, ánh sáng trắng chợt lóe, bọn họ xuất hiện trong sa mạc, dấu vết chiến đấu ở đây càng nhiều, bốn phía còn có vô số di cốt của tiên thú đã chết. Đi! Cường giả mặt dê núi không dừng lại ở tầng này, nơi này có rất nhiều tiên thú, nhưng cơ bản bị đánh chết. Nhóm Lục Tiểu Bạch ở đây khá lâu, đã thanh lý một đợt tiên thú. Lần này chạy nhanh cỡ nửa ngày bọn họ mới tìm được lối ra, Lục Ly không kìm được tò mò hỏi thăm. Ngươi đã vào đây rồi? Cường giả mặt dê núi nhẹ gật đầu nói. Ta là nhóm đầu tiên vào cứu viện, về sau phụ trách mang đội đi vào, cho nên biết rõ tình huống nơi đây. Lục Ly hỏi thăm. Còn bao lâu nữa? Cường giả mặt dê núi ngẫm nghĩ trả lời. 3 canh giờ, còn có 5 ải, có một ải hơi nguy hiểm, chỗ khác đã bị dọn dẹp nguy hiểm. Lục Ly nhẹ gật đầu, đi theo cường giả mặt dê núi chạy nhanh, tiêu phí hơn 2 canh giờ bọn họ xuyên qua 4 tầng cửa ải, đến dưới đường núi hẹp dài tầng thứ 5. Ở bên trên, cường giả mặt dê núi chỉ hướng đường núi khúc khuỷu kéo dài lên. Nhóm tiểu chủ ở đỉnh núi, một con tiên thú ẩn nấp trong đường núi, vẫn chưa tìm được mẫu thể. Một khi bước vào đường núi sẽ bị tử thể của nó công kích, tốc độ của đám tử thể này rất nhanh, trực tiếp tự bạo, uy lực miễn cưỡng có thể so sánh một kích cấp bậc cỡ ta. Lục Ly nhướng mày nói. Biến thái dữ vậy. Hắn nhìn đường núi, thần niệm bị đường núi hạn chế, hắn nhìn thấy có rất nhiều chất lỏng màu xanh đen, rất có thể là tử thể nổ tung để lại. Ta ở đằng trước hấp dẫn, các hạ tự bảo vệ mình cho tốt. Cường giả mặt dê núi nói một tiếng, ngoài cơ thể xuất hiện dải sương mù màu tím, sương mù cuồn cuộn trông như một loại thần thuật phòng ngự rất mạnh. Cường giả mặt dê núi xông lên trên, chốc lát vách đá cạnh đường núi chui ra từng con tiểu thú màu xanh đen, trông như những con nhện ăn no, bụng tròn xoe, tốc độ cực kỳ nhanh, điên cuồng lao về phía cường giả mặt dê núi. Bùng bùng bùng. Vang một chuỗi tiếng nổ, uy lực vụ nổ quả nhiên rất mạnh, không gian đều bị xé rách, đường núi có thần văn bảo hộ, không bị phá hư. Cường giả mặt dê núi quay đầu nhìn thấy Lục Ly còn chưa động, lập tức trầm giọng quát. Các hạ, nhanh chút, ta không thể ở trong đường núi lâu, nếu không thì cũng không chịu nổi. Lục Ly xua tay nói. Ngươi đi lên đi, không cần lo lắng cho ta. Ông. Lục Ly trực tiếp thả ra vô ngân đạo, theo sau thân thể biến mất, thân hình hắn như quỷ ảnh bay lên, dễ dàng đến sau lưng cường giả mặt dê núi. Nhiều thú con chui ra từ bốn phía, nhưng đều không phát hiện được hắn, không công kích hắn. Ủa? Cường giả mặt dê núi phát hiện Lục Ly biến mất, có chút buồn bực chớp mắt. Giọng của Lục Ly vang bên tai cường giả mặt dê núi. Đã bảo là kệ ta, ngươi lo phần ngươi đi, tiểu thú tầm thường không tổn thương ta được. À. Tuy Lục Ly truyền âm nhưng cường giả mặt dê núi cảm ứng được, phát hiện Lục Ly ở sau lưng mình. Mắt cường giả mặt dê núi lộ tia kiên kỵ, nếu Lục Ly mà đánh lén thì hắn làm sao ngăn nổi. Có lẽ hắn thật sự có thể cứu tiểu chủ ra. Cơ mặt cường giả mặt dê núi co giật, sau đó lao nhanh lên trên, Lục Ly nhanh như tia chớp đi theo. Đường núi rất dài, nhưng chỉ mấy chục giây, Lục Ly và cường giả mặt dê núi xông lên đỉnh núi. Lục Ly lập tức nhìn đỉnh núi, tra xét tình huống, giây tiếp theo thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, giật nảy mình, không tiếp tục tiềm ẩn, hiện hình ra. Lục Ly xoe tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đằng trước, hoàn toàn phớt lờ vô số ánh nhìn từ bốn phía. Trong mắt hổ lóe tia sáng lấp lánh ướt nước, môi mấp máy, qua 4-5 giây hắn mới phát ra âm thanh hơi nghẹn ngào. Tiểu Bạch. Trên đỉnh núi cao rất bằng phẳng, rộng rãi, phạm vi vạn trượng. Trên đỉnh núi cao có một đài cao màu vàng, mấy chục cường giả vòng quanh đài cao, trên đài cao có 9 cường giả, còn có một con tiểu thú. 9 cường giả và tiểu thú đều bị một tòa đỉnh trấn áp, đỉnh rộng 10 trượng, không đè lên người 9 cường giả và tiểu thú, mà là lơ lửng ở giữa không trung. Đỉnh kia chậm rãi chuyển động, từng dải sáng lấp lánh, nắp đỉnh có dòng khí màu tím rủ xuống, là dòng khí màu tím này trấn áp cường giả và tiểu thú ở bên dưới. Tiểu thú hình thể rất nhỏ, chỉ cỡ đầu người, toàn thân trắng tinh không một cọng lông tạp, ngoại hình thoạt trông vừa giống chó vừa giống mèo con, bộ dạng cực kỳ đáng yêu. Đương nhiên giờ phút này không thấy nó đáng yêu chút nào, thân thể nằm sấp xuống đất, toàn thân đẫm máu, trong tai mũi mắt chậm rãi tràn ra máu tươi, mắt khép, hơi thở yếu ớt, rõ ràng đã hôn mê. Lục Ly nhận ra Tiểu Bạch ngay, tuy lớn hơn một chút nhưng vẻ ngoài đó, hơi thở đó, dù Lục Ly thành quỷ cũng không thể quên. Lục Ly nhìn bộ dạng của Tiểu Bạch, mắt ướt nước. Trong mơ hồ, hắn dường như nhìn thấy sơn động trong Hàng Vân Sơn, cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt Tiểu Bạch. Khi đó Tiểu Bạch thoạt trông giống như một con chuột nhỏ, thể tích tuy nhỏ nhưng có thể áp chế chuột đá trong sơn động. Khi đó Tiểu Bạch bay vào bao tải sau lưng Lục Ly, vẫn luôn đi theo hắn, cùng với hắn chuyển chiến Thiên Đảo Hồ, đi Thần Khải Thành, đi Cửu Giới, đi Thần Giới. Tiểu Bạch cùng hắn cùng nhau lớn lên, theo hắn chinh chiến bốn phương, cứu mạng hắn vô số lần, giúp đỡ hắn vượt qua rất nhiều kiếp nạn, không có Tiểu Bạch thì Lục Ly đã sớm biến thành xương trắng. Ở Thần Giới, Tiểu Bạch mất tích, Lục Ly còn nhớ kỹ ngay lúc đó dường như là ác ma xâm nhập, Lục Ly khiến Tiểu Bạch ở giữa không trung tiếp tục tôi thể, chờ khi hắn tìm nó thì Tiểu Bạch mất tích. Thần Giới, Nhị Trọng Thiên, Tam Trọng Thiên, Thiên Hoang Tinh Vực, Thiên Loạn Tinh Vực rồi đến Tiên Vực. Lục Ly không nhớ đã qua bao nhiêu năm, nhưng chắc chắn hơn 1000 năm. Nói đến thì thời gian Tiểu Bạch ở chung với hắn không dài, so với hơn 1000 năm thì thật ngắn ngủi, nhưng trong lòng Lục Ly thì Tiểu Bạch vẫn luôn vô cùng quan trọng, như đệ đệ ruột của hắn, mức độ quan hệ thân mật còn hơn nhóm người Lục Chính Dương. Hơn 1000 năm, hắn lại nhìn thấy Tiểu Bạch, không có cảm giác xa lạ, ngược lại cảm giác vô cùng thân thiết, giống như là nhìn thấy đệ đệ thất lạc nhiều năm. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Lục Ly nghẹn ngào kêu mấy tiếng, các ánh mắt nhìn qua. Vũ Đại Nhân ở bên trong, hắn nghe thấy tiếng kêu của Lục Ly, trong mắt lộ ra một chút tức giận, lạnh lùng quát. Tang Hồ, ai cho ngươi mang hỏa ma vào? Hỏa ma. Sắc mặt của đám cường giả đều lạnh xuống, hỏa ma không mời mà đến, hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là mưu hại Lục Tiểu Bạch? Mấy cường giả đều quắc mắt, sát khí đằng đằng khóa chặt Lục Ly. Một cường giả tức giận quát. Bắt lấy hắn rồi tính tiếp. Vũ Đại Nhân mặt không cảm xúc không nói chuyện, hiển nhiên là mặt nhận điểm này. Thế là lập tức có 6, 7 cường giả lao về phía Lục Ly, bao vây hắn lại. Ông. Vào thời khắc này, Tiểu Bạch trên đài cao đột nhiên thân thể tỏa ánh sáng nhạt, hơi hé mắt ra, dường như nó có cảm ứng, nhìn về phía Lục Ly. Mắt Tiểu Bạch mơ hồ khi nhìn Lục Ly, trông thấy đám cường giả định xuống tay với hắn thì môi mấp máy nói chuyện. Dừng tay. Giọng của Tiểu Bạch rất nhỏ, nghe hụt hơi, rất suy yếu. Nhưng lời nói của Tiểu Bạch giống như là thánh chỉ, toàn bộ cường giả đều giật nảy mình không dám động. Vũ Đại Nhân nhìn qua, lập tức sốt ruột nói. Tiểu chủ, ngươi đừng nói chuyện, hãy giữ thể lực. Lục Ly vốn muốn thả ra vô ngân đạo tiềm ẩn, sau đó dùng lửa kinh sợ chúng cường giả. Nghe thấy giọng của Tiểu Bạch thì Lục Ly vụt ngoái nhìn, cùng nó ánh mắt giao nhau. Lục Ly rùng mình, trên mặt hắn ánh sáng chợt lóe, lộ ra bộ dạng vốn có, hắn trầm giọng quát. Tiểu Bạch, ngươi còn nhớ ta không? Mắt Tiểu Bạch mờ mịt, hơi híp lại, ngơ ngẩn xem Lục Ly thật lâu mới nói. Ta không nhận biết ngươi, nhưng cảm giác ngươi rất thân thiết, giống như người thân. À. Các cường giả bốn phía sửng sốt, lúc trước hỏa ma nói quen biết Lục Tiểu Bạch, không ngờ đúng thật. Toàn trường chỉ có Vũ Đại Nhân sắc mặt âm trầm, nhưng không xen lời vào. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Tiểu Bạch lại nói một câu rồi mắt chậm rãi khép lại, trực tiếp hôn mê. Những võ giả có mặt liếc nhau, có chút chần chừ. Lục Ly và Tiểu Bạch là quen biết cũ, dường như đặc biệt thân thiết với Lục Ly. Vậy tại sao lúc trước Vũ Đại Nhân nói Lục Tiểu Bạch không muốn thấy Lục Ly? Hay là Vũ Đại Nhân căn bản không đưa tin cho Tiểu Bạch? Nhìn biểu cảm của Vũ Đại Nhân không có vẻ gì là bất ngờ, xem ra đã biết quan hệ giữa Lục Ly và Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không nhận biết ta. Bên này, Lục Ly có chút sững sờ, chẳng lẽ là thời gian trôi qua quá lâu? Tiểu Bạch quên hắn. Nhưng suy nghĩ một hồi Lục Ly lại cảm thấy không đúng. Tiểu Bạch rõ ràng có cảm giác thân thiết với hắn, nếu như là không nhận biết hắn thì sao thấy thân thiết được? Phải rồi, phong ấn ký ức. Lục Ly rất nhanh tỉnh ngộ lại đây, cũng hiểu tại sao Vũ Đại Nhân không có đưa tin cho Tiểu Bạch. Năm đó ký ức của Lục Linh bị phong ấn, Thánh Hoàng bình thường sử dụng thủ đoạn này dễ như chơi, càng miễn bàn Đông Cảnh Chi Vương. Nhi tử của mình lưu lạc bên ngoài, khó khăn lắm mới tìm trở về, tự nhiên suy nghĩ kỹ nên bồi dưỡng cho tốt. Nếu phải bồi dưỡng, vậy không thể khiến hắn chạy loạn, nếu không thì Tiểu Bạch 3 ngày 2 lần chạy đi thần giới tìm Lục Ly, sao yên ổn tu luyện. Hơn nữa trước kia Tiểu Bạch xem như Phượng Hoàng rơi vào ổ gà, làm bằng hữu với mấy con gà mái. Đông Cảnh Chi Vương tự nhiên không hy vọng Tiểu Bạch tiếp tục lăn lộn với nhóm Lục Ly, cho nên phong ấn ký ức cũ cũng là lẽ thường. Vũ Đại Nhân rõ ràng điểm này, ước chừng Đông Cảnh Chi Vương phái Vũ Đại Nhân đến bảo hộ, trông chừng Tiểu Bạch, cho nên không muốn Tiểu Bạch và Lục Ly nhận nhau, ảnh hưởng Tiểu Bạch tu luyện. Không cho Lục Ly gặp Tiểu Bạch, cũng không có giết hắn, mà là lễ độ đuổi Lục Ly đi. Tuy Tiểu Bạch bị phong ấn ký ức nhưng chuyện trước kia quá quan trọng với nó, trong đầu mơ hồ có một ít ký ức. Cho nên bản thân nó gọi là Lục Tiểu Bạch, sửa tên thành trì là Thần Khải Thành, đây là ký ức ở sâu trong linh hồn. Nghĩ thông điểm này, Lục Ly nở nụ cười, Tiểu Bạch vẫn là Tiểu Bạch, vẫn là đệ đệ tốt nhất của hắn. Lục Ly nhìn quét bốn phía, thản nhiên nói. Lúc trước ta đi Thần Khải Thành bái phỏng, nói ta cùng Tiểu Bạch là người quen cũ, là bằng hữu. Chắc đa số các ngươi đã biết, hiện tại có thể chứng minh điểm này chứ. Ta đến đây cũng không có ác ý, chỉ muốn nhìn xem có thể cứu hắn ra được không. Các ngươi không nghĩ biện pháp phá cục, ngược lại bao vây ta là có ý đồ gì. Thời gian quý giá, nếu Tiểu Bạch bởi vì các ngươi chậm trễ mà chết đi, Đông Cảnh Chi Vương nổi giận, các ngươi có mấy cái đầu. Mấy cường giả bao vây Lục Ly liếc nhau, không dám làm bậy. Không nói cái khác, chỉ bằng vào Lục Tiểu Bạch vừa rồi biểu lộ thái độ với Lục Ly thì bọn họ không dám sằng bậy, nếu không thì về sau Tiểu Bạch được giải cứu ra, biết việc này, bọn họ đều khó sống. Một đám cường giả ánh mắt nhìn Vũ Đại Nhân, chờ đợi Vũ Đại Nhân hạ lệnh. Vũ Đại Nhân suy nghĩ một hồi xua tay nói. Mặc kệ hắn, tiếp tục nghĩ biện pháp đi. Mấy cường giả rút về, thái độ đối với Lục Ly hơi thay đổi, ít nhất Lục Ly cùng Lục Tiểu Bạch là bằng hữu, rất có sức nặng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Tiểu Bạch về sau sẽ trở thành Đông Cảnh Chi Vương. Ai dám đắc tội bằng hữu của Đông Cảnh Chi Vương? Nịnh bợ còn không kịp. Lục Ly cũng mặc kệ đám cường giả này, ánh mắt của hắn nhìn đài cao, chậm rãi bước tới, đến dưới đài cao thì hắn khép mắt lại cảm ứng. Thứ Lục Ly cảm ứng được đầu tiên là như bầu trời đè đầu, ngọn nguồn áp lực đến từ cái đỉnh kia. Lục Ly thúc đẩy đại đạo chi ngân cảm ứng cái đỉnh kia, hắn cảm ứng được hơi thở giống như vô ngân đao từ cái đỉnh đó, rõ ràng nó là pháp bảo của một cường giả đại viên mãn, trong đỉnh có chân ý pháp tắc và đạo mà đại viên mãn khắc họa. Lục Tiểu Bạch và 8 cường giả ở trên đài đều là cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn, báu vật có thể trấn áp bọn họ thì khỏi đoán cũng biết là thần binh của đại viên mãn. Thật ra trấn áp bọn họ không phải thần binh, mà là chân ý pháp tắc và đạo của cường giả đại viên mãn. Khó trách một đám cường giả bó tay không biện pháp. Lục Ly khe khẽ thở dài, cảm giác rất là hóc búa, thần binh chí tôn của cường giả đại viên mãn, trên cơ bản không thể nào phá hủy, rất có thể đám cường giả này hợp sức công kích cũng không thể nào khiến đỉnh kia di động nửa phần. Nếu không thì di chuyển cái đỉnh là nhóm Lục Tiểu Bạch được cứu rồi. Lục Ly trầm ngâm giây lát, hỏi một câu. Các ngươi công kích đỉnh, không có hiệu quả sao? Chúng ta không dám công kích. Một cường giả cười gượng nói. Nếu chúng ta công kích đỉnh thì lực lượng trấn áp từ đỉnh kia sẽ càng mạnh, nhóm tiểu chủ càng thảm. Vậy các ngươi có thử đi lên chưa? Lục Ly hỏi. Đi lên đó tìm cách mang Tiểu Bạch xuống. Không được. Cường giả kia lắc đầu nói. Chúng ta đều thử đi lên, chỉ có một số võ giả có thể đi lên, hơn nữa đi lên không thể làm được gì, áp lực quá lớn, chúng ta đi lên không thể nhúc nhích thì sao cứu tiểu chủ? Để ta đi thử. Lục Ly trầm ngâm giây lát, quyết định đi lên thử xem. Tình huống của Tiểu Bạch rất tệ, không thể kéo dài nữa, mặc kệ đi lên có hữu dụng hay không thì hắn phải thử. Cứu Tiểu Bạch chỉ có 2 con đường, hoặc là dời đỉnh hoặc mang Tiểu Bạch đi. Nhiều cường giả như vậy đều không thể dời đỉnh, vậy hắn chắc chắn cũng không làm được, cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp mang Tiểu Bạch đi. Lục Ly có vô ngân đạo, thân thể tương đương hóa thành hư ảnh, có lẽ hắn có thể chống cự áp lực từ đỉnh. Chỉ cần chống cự được thì dễ mang Tiểu Bạch đi. Lục Ly nói phải đi lên thử xem, có mấy cường giả trong mắt lóe tia sáng, càng nhiều cường giả lại cười khẩy. Tất cả cường giả đã đi lên thử, đều không chịu đựng nổi áp lực, hoàn toàn không cách nào di động. Lục Ly chỉ là một cấp đế hậu kỳ, đi lên làm cái gì? Không đúng, hắn có thể đi lên sao? Ngược lại không có bất cứ võ giả hoài nghi Lục Ly đi lên mưu hại Lục Tiểu Bạch, xem thái độ vừa rồi của Lục Tiểu Bạch thì Lục Ly là bằng hữu tốt của hắn, vậy chắc chắn sẽ không hại hắn. Lục Ly vạn dặm xa xôi theo Thần Khải Thành đến nơi này chỉ vì hại Lục Tiểu Bạch. Hơi vô lý. Hơn nữa nhi tử của Đông Cảnh Chi Vương, cho Lục Ly mấy lá gan cũng không dám làm bậy. Cho nên Lục Ly muốn đi lên, chúng cường giả đều không có phát biểu bất cứ ý kiến, ngay cả Vũ Đại Nhân cũng không nói gì. Nếu Lục Ly có thể cứu ra Tiểu Bạch là chuyện tốt, Vũ Đại Nhân không chỉ là người trông chừng Lục Tiểu Bạch, cũng thật lòng yêu thương Tiểu Bạch. Đài cao hình trùy, có từng bậc thang đá, trông giống như kim tự tháp không có chóp. Có 9 bậc thang đá, Lục Ly trực tiếp bước lên bậc thứ nhất. Răng rắc. Lục Ly bước lên bậc thang đá thứ nhất, cảm giác như bị một ngọn núi lớn đè, lưng hắn còng xuống, xương toàn thân kêu răng rắc, suýt chút đứng không vững quỳ sấp mặt. Trọng lực này quả nhiên biến thái. Lục Ly hít sâu một hơi, hắn nhấc chân tiếp tục bước lên trên, rất nhanh đứng ở bậc thang đá thứ hai, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, cảm giác đứng không vững. Hắn tạm dừng giây lát, thế này mới tiếp tục đi lên, đến bậc thang đá thứ ba hắn vẫn bước tiếp. Nhưng Lục Ly không thể đứng thẳng nữa, hắn chỉ có thể cắn răng thả ra Bát Long thuật cùng Thần Long biến. Áo rách toạc, toàn thân Lục Ly mọc vảy màu bạc, mọc ra đuôi rồng, cánh rồng, sừng rồng, khí huyết ngút trời, biến thành một người rồng. Ô! Các võ giả sửng sốt, nhưng không để bụng, Lục Ly biến thành người rồng, chút thực lực ấy vẫn không đủ xem. Ở trong lòng bọn họ thì vẫn có thể dễ dàng làm chết Lục Ly. Sau khi Lục Ly biến thân thì lực lượng tăng nhiều, hắn nhấc chân bước lên trên, một hơi leo lên 2 nấc thang đá. Lên nữa trở nên có chút khó khăn, Lục Ly vẫn cắn răng leo lên, khi leo đến bậc thứ 7 thì hắn rất khó khăn leo lên. Bên dưới có một cường giả thì thào. Tối đa chắc 8 bậc. Nhiều cường giả trong số họ chỉ leo đến 8 bậc thang đá, một số lên 9 bậc thang. Cho nên bọn họ tự nhiên không hy vọng Lục Ly leo cao như vậy, đến lúc đó bọn họ sẽ rất mất mặt. Lục Ly là cấp đế mà có thể lên 8, 9 bậc, bọn họ thân là cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn mà xấp xỉ với cấp đế. Chuyện này không mất mặt sao? Lục Ly cũng cảm giác bậc thang đá thứ 8 có lẽ là cực hạn của chính mình, lần này hắn là trực tiếp leo lên. Dụng cả tay chân bò lên bậc thang thứ 8, hắn cảm giác mình không nhúc nhích nổi nữa, dựa vào lực lượng thân thể tuyệt đối không thể leo lên nấc thang thứ 9. Ha ha! Bổn tọa đã bảo mà, có thể lên được bậc thứ 8 đã xem như cực hạn. Như vậy đã giỏi rồi, chủ yếu là thân thể của hắn rất mạnh, nếu không thì dựa vào cảnh giới của hắn mà mơ lên bậc thứ 8. Hắn còn muốn đi lên cứu tiểu chủ đấy, quả thực buồn cười. Bên dưới rộ tiếng nghị luận, tiếng cười cợt khe khẽ, dường như đang châm biếm Lục Ly không biết tự lượng sức mình. Nhưng âm thanh mới vừa vang lên, giây sau tất cả cường giả đều ngơ ngẩn, bởi vì Lục Ly biến mất. Cơ thể Lục Ly sáng lên một luồng sáng trắng, theo sau biến mất trên cầu thang đá, mặc cho đám cường giả tra xét cỡ nào đều không phát hiện hành tung. Vào thời khắc này ngay cả Vũ Đại Nhân trong mắt đều lộ ra vẻ chấn kinh, một cấp đế thôi, dù sở hữu thuật tiềm ẩn mạnh cũng không thể biến mất dưới mí mắt nhiều cường giả như vậy đúng không? Chỉ có cường giả mặt dê núi không giật mình, bởi vì trước đó Lục Ly đã bày ra thần kỹ nghịch thiên của mình. Biểu cảm của Vũ Đại Nhân nhanh chóng trở lại bình tĩnh, lúc trước hắn phái một cường giả đi truy tung Lục Ly, cường giả kia không truy tung được, xem ra mặt tiềm ẩn của Lục Ly rất biến thái. Mau nhìn! Một cường giả đột nhiên giật mình kêu lên, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, chúng cường giả cùng nhìn qua, phát hiện trên đài cao, Lục Ly đột nhiên hiện hình. Lục Ly thần không biết quỷ không hay từ bậc thang đá thứ 8 một hơi lên đài cao. Có lẽ, tiểu chủ được cứu rồi. Rất nhiều cường giả mắt sáng lên, Lục Ly dễ dàng lên đài cao, không chừng hắn có thể di chuyển trên đó, chỉ cần có thể di động thì Tiểu Bạch được cứu rồi. Sự tình không dễ như trong tưởng tượng của đám võ giả. Lục Ly thả ra vô ngân đạo, dễ dàng đi lên. Nhưng hắn hiển lộ ra thân hình, hiện hình là bởi vì hắn bị trấn áp. Nếu không phải bị trấn áp thì hắn hiện hình làm gì? Lục Ly bị trấn áp không động đậy được. Tuy rằng cảm giác áp lực cũng không phải đặc biệt khủng bố, nhưng hắn vẫn cảm giác được một loại uy áp khó tả, đè cơ thể của hắn không cách nào di động. Đương nhiên hắn có tin tưởng ráng gồng sức thì cơ thể sẽ bay ngược xuống dưới. Như vậy thì hắn liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, chuyện này không quan trọng, chủ yếu là không cứu được Tiểu Bạch. Tình huống của Tiểu Bạch rất nghiêm trọng, có lẽ đã bị thương từ trước, giờ phút này bị trấn áp nên càng tổn thương nặng, hơi thở trên người cực kỳ yếu, dường như tùy thời sẽ chết. Đừng sốt ruột. Lục Ly chậm rãi ngồi xếp bằng, thúc đẩy đại đạo chi ngân đi cảm ứng, tìm cách phá cục. Hắn đầu tiên khóa chặt là cái đỉnh kia, chỉ cần có thể luyện hóa nó thì hết thảy đều không là vấn đề. Vấn đề là đỉnh kia lơ lửng ở giữa không trung, Lục Ly làm sao luyện hóa nó? Lục Ly tỉ mỉ cảm ứng, thời gian trôi qua nhanh, chớp mắt đã qua một ngày. Mấy chục cường giả đứng bên dưới trong mòn con mắt, Lục Ly ngồi yên không nhúc nhích. Tuy bọn họ nghĩ ra vài cách nhưng không có hiệu quả, bọn họ chỉ biết đặt mong đợi vào Đông Cảnh Chi Vương. Bọn họ đã gửi tình huống ở đây cho Đông Cảnh Chi Vương, hy vọng nhờ cậy trí tuệ của hắn cho họ một ít chỉ điểm. Đông Cảnh Chi Vương là một trong mấy vị trí tôn mạnh nhất thế giới này. Bọn họ vốn gửi gắm kỳ vọng cao vào Lục Ly, hiện tại phát hiện Lục Ly nửa ngày không nhúc nhích, bọn họ cảm thấy dường như đã kỳ vọng quá cao vào hắn. Lục Ly chỉ là một cấp đế hậu kỳ, đám lão bất tử như bọn họ còn chịu bó tay thì Lục Ly có biện pháp gì? Lục Ly luôn tham ngộ cái đỉnh kia, hy vọng có thể trong thời gian ngắn tham ngộ đạo ẩn chứa bên trong. Chỉ cần có thể tham ngộ đạo, không nói đến luyện hóa đỉnh này, nhưng đủ để ngăn chặn áp lực từ đỉnh, đi lên trước. Dường như Lục Ly hơi tự tin quá mức, muốn trong thời gian ngắn tham ngộ đạo trong đỉnh. Dù là cường giả đại viên mãn cũng không làm được. Thời gian rất nhanh lại qua đi nửa ngày, hơi thở của Tiểu Bạch càng lúc càng yếu, đám cường giả ở bên dưới có chút luống cuống, xem tình huống tối đa 1-2 ngày nữa Tiểu Bạch sẽ tiêu đời. Đương nhiên, Tiểu Bạch bị hủy thân thể không có nghĩa là chết hẳn, linh hồn có thể bay ra. Đến lúc đó Đông Cảnh Chi Vương tạo lại thân thể cường đại khác cho Tiểu Bạch không khó gì. Nhưng nếu làm như vậy thì đời này Tiểu Bạch khó mà thành đại viên mãn. Hơn nữa Tiểu Bạch chính là siêu cấp cường tộc, bộ tộc này có thiên phú thần thông cực kỳ khủng bố, nhờ có thần thông cường đại đó Đông Cảnh Chi Vương mới có thể ngạo thị quần hùng. Tiểu Bạch bị hủy thân thể thì tự nhiên mất luôn thần thông siêu cấp này, dù Tiểu Bạch tái tạo thân thể, đời này sức chiến đấu cũng sẽ không mạnh. Ông! Vào thời khắc này, một miếng ngọc phù trong tay Vũ Đại Nhân sáng lên, hắn nhìn lướt qua, trầm giọng quát. Cảnh Vương đưa tin. Hưng! Đám cường giả lên tinh thần, nếu Đông Cảnh Chi Vương nhắn tin thì chắc chắn là có biện pháp. Đám cường giả nhìn chằm chằm Vũ Đại Nhân, một cường giả hỏi. Cảnh Vương nói thế nào? Có cách. Vũ Đại Nhân cảm ứng giây lát, cười gượng nói. Cảnh Vương truyền lời rằng hắn có thể phá hủy tiểu thế giới này, tiếp đó lao vào không gian vặn vẹo cứu tiểu chủ ra. Nhưng hắn không có nắm chắc quá lớn, tối đa 5% sẽ cứu được tiểu chủ. Hắn nói đây là cách cuối cùng, hắn không quan sát được tình huống, không thể đưa ra chỉ thị, khiến chúng ta đến phút cuối thì rút lui, sau đó hắn sẽ phá hủy tiểu thế giới. Chúng cường giả trầm mặc, cách này của Đông Cảnh Chi Vương xem như cách cuối cùng. Tiểu thế giới bị phá hủy, lực lượng không gian vặn vẹo khủng bố sẽ xé nát mọi thứ bên trong, đài cao sẽ nháy mắt sụp đổ, đến lúc đó đỉnh kia tự nhiên không trấn áp Lục Tiểu Bạch được. Đông Cảnh Chi Vương lập tức xông tới, tìm được Lục Tiểu Bạch, nếu khi đó Lục Tiểu Bạch không chết thì hắn có thể bảo vệ Tiểu Bạch rồi. Chờ thêm nửa ngày đi. Vũ Đại Nhân khe khẽ thở dài nói. Mọi người dốc hết sức nghĩ biện pháp, nếu nửa ngày sau còn chưa có cách gì thì tất cả chúng ta rút lui, để Cảnh Vương phá hủy tiểu thế giới này. Một đám cường giả đều trầm mặc, vắt óc suy nghĩ, cũng có cường giả bắt đầu thả ra các loại thủ đoạn, thử phá giải tình thế nguy hiểm này. Nhưng muốn phá giải tình thế nguy hiểm này nói dễ hơn làm. Nếu đơn giản thì e rằng đã sớm phá giải. Thời gian rất nhanh qua đi nửa ngày, đám cường giả đã muốn bỏ cuộc, chỉ chờ qua nửa ngày tập thể ra ngoài, chờ xem Cảnh Vương có thể cứu ra Lục Tiểu Bạch trong không gian vặn vẹo được hay không. Tham ngộ không thấu. Lúc này, Lục Ly mở mắt ra, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thời gian quá ngắn, đạo này không phải muốn liền có thể tham ngộ. Đạo ẩn chứa trong thần binh chí tôn của cường giả đại viên mãn mà dễ tham ngộ thì đã không phải là đại viên mãn. Trong những không gian của Lục Ly còn một món thần binh của cường giả đại viên mãn, cũng không cách nào luyện hóa. Không đúng. Lục Ly vào thời khắc này trong lòng đột nhiên máy động, hắn có một thanh chiến đao, đó là thần binh chí tôn của cường giả đại viên mãn, trong thần binh này ẩn chứa đạo của cường giả đại viên mãn. Thần binh này cùng cấp bậc với cái đỉnh. Vậy tức là Lục Ly có thể nhờ cậy thần binh chống lại đỉnh đó rồi. Hắn không cần luyện hóa thần binh này, cũng không cần hoàn toàn đối kháng với đỉnh, chỉ cần có thể chặn đứng một chút áp lực, vậy đủ rồi. Thử xem. Trong lòng Lục Ly động ý niệm, theo sau nhẫn trong tay lóe sáng, một thanh chiến đao màu đen rơi vào tay. Chiến đao vừa xuất hiện liền rung nhẹ, phát ra tiếng ngâm khẽ. Ông! Lục Ly không có bất cứ động tác, chiến đao tự động phát sáng, dải sáng chiếu đầy trời, một luồng hơi thở khủng bố tỏa ra từ chiến đao khuếch tán bốn phía. A! Các cường giả đứng bên dưới bị kinh động, mắt sáng rực như những con sói đói nhìn thấy dê con. Thần binh chí tôn! Một cường giả giật mình kêu lên, trên mặt tràn ngập hâm mộ ghen ghét, trong mắt tràn ngập tham lam. Thần binh chí tôn khác với đế binh, thánh binh, bởi vì rất nhiều cấp đế, thánh hoàng, cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn sẽ tế luyện rất nhiều thần binh. Nhưng cường giả đại viên mãn thường chỉ dùng một thanh thần binh, có nhiều cường giả đại viên mãn dứt khoát không cần thần binh, cho nên thần binh chí tôn phi thường thưa thớt, ít đến tội. Đám cường giả có mặt ở đây không ai cầm thần binh chí tôn, bao gồm Vũ Đại Nhân đều không có thể thấy thần binh chí tôn quý giá. Một cấp đế hậu kỳ, thế nhưng có được một thanh thần binh chí tôn, khó tránh khỏi làm bọn họ mắt đỏ. Mau nhìn, hắn lại biến mất. Mặt khác một cường giả giật mình kêu lên, chúng cường giả dời ánh nhìn khỏi thần binh, phát hiện Lục Ly biến mất, chỉ còn lại thần binh chí tôn lơ lửng ở giữa không trung. Trong sự ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm của đám cường giả, thần binh chậm rãi di động, chuyển đến trung tâm đài cao. Suy đoán của Lục Ly hoàn toàn chính xác, thần binh chí tôn đụng phải thần binh chí tôn, thanh vô ngân đao bị tự động kích phát chặn một phần uy áp. Lục Ly thả ra vô ngân đạo, rốt cuộc có thể di động. Tiểu Bạch, ta đến rồi. Trên mặt Lục Ly lộ ra nụ cười nhẹ, lẩm bẩm nói. Ca cứu ngươi ra ngoài, mang ngươi về nhà. Lục Ly đến giữa đài cao, bên này có một cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn, hắn cũng không có hôn mê, mà là cực kỳ bất nhã nằm sấp xuống đất, mắt đang nhìn xéo thần binh chậm rãi tới gần, trong mắt tràn ngập vui mừng. Nhưng mà... Lục Ly đi ngang qua bên cạnh hắn, nhưng không cứu hắn, chiến đao bay qua giữa, cuối cùng đến bên cạnh Tiểu Bạch. Lục Ly ngồi xổm người xuống, một tay bế Tiểu Bạch lên, theo sau trực tiếp thu vào trong thần khí không gian. Sau khi Tiểu Bạch biến mất, tất cả cường giả dưới đài cao như trút được gánh nặng, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Tuy rằng Đông Cảnh Chi Vương có thể phá hủy tiểu thế giới, cũng có 5 phần nắm chắc cứu ra Tiểu Bạch, nhưng dù sao còn có 5 phần tỷ lệ Tiểu Bạch sẽ chết. Lục Ly thu về Tiểu Bạch, thế này mới chú ý cường giả khác. Hắn ngẫm nghĩ rồi lần lượt tới gần, thu tất cả cường giả vào thần khí không gian, sau đó hắn chậm rãi đi đến ngoài rìa đài cao. Ông! Vào thời khắc này, đỉnh đột nhiên rung động mạnh, tỏa sáng chói lòa, Lục Ly cảm giác trọng lực nặng nề lại đè xuống, hắn lại hiện hình, hơn nửa lần này trực tiếp không chịu nổi, ngồi bịch xuống đất. Cái này! Bên dưới thoáng chốc một mảnh xáo động, đỉnh kia tại sao đột nhiên nổi điên? Nếu Lục Ly bị trấn áp mà chết, không chừng thần khí không gian của hắn sẽ nổ tung, nhóm Lục Tiểu Bạch vẫn sẽ bị lực lượng không gian vặn vẹo nghiền nát. Thần binh có linh, đỉnh kia thấy ta cứu tất cả võ giả ra cho nên không phục. Trong đầu Lục Ly thoáng qua một suy nghĩ, hắn có chút đau đầu. Hiện tại hắn cảm giác bị trấn áp, xương toàn thân kêu ken két. Lục Ly đang ở trạng thái thần long biến, không thể luôn giữ trạng thái này, sớm muộn gì hắn sẽ suy yếu. Một khi giải trừ trạng thái này, e rằng hắn sẽ bị tư sống trấn áp mà chết. Bình tĩnh. Hắn vẫn giơ cao thần binh, nhắm mắt bắt đầu nghĩ biện pháp. Rất nhanh hắn nghĩ ra một cách, hắn có thể đi vào trong pháp giới. Chỉ cần đi vào pháp giới thì đỉnh kia không còn cách nào trấn áp, một khi mất đi mục tiêu, đỉnh kia rất có thể thì sẽ bay đi mất. Đến lúc đó hắn liền có thể thoát khốn. Tuyệt! Trong lòng Lục Ly mừng rỡ, động ý niệm, muốn đi vào pháp giới, nhưng dường như cái đỉnh cảm giác được điều gì, nó rung bần bật, dải sáng lại chói lòa, bên trong tràn ra sương mù càng đậm, bao bọc toàn thân Lục Ly. Tổ cha nó! Lục Ly phát hiện không cách nào đi vào pháp giới, hơn nữa tùy theo sương mù bao phủ hắn càng dày thì trọng lực trên người hắn càng khủng bố. Lục Ly nổi giận, đỉnh kia thật đúng là vô pháp vô thiên, muốn đấu với hắn đến cùng sao. Sương mù! Lục Ly nhìn sương mù bốn phía, cắn răng vận chuyển vòng xoáy trong pháp giới, xem thử có thể hấp thu chúng nó không. Hết sương mù thì hắn chống mắt xem đỉnh kia làm sao trấn áp được hắn. Ủa? Có hiệu quả. Lục Ly đột nhiên phát hiện sương mù nhanh chóng chui vào trong thân thể của hắn, hơn nữa tốc độ rất nhanh, sương bốn phía mỏng dần, áp lực của hắn giảm bớt một ít. Ông! Đỉnh ở trên cao lại phát sáng, càng nhiều sương mù tuôn xuống, điên cuồng lan tràn về phía Lục Ly. Đỉnh kia thoạt trông giống như là một đứa trẻ giận dỗi, không nuốt trôi cục tức được, quyết trấn áp Lục Ly. A! Đám cường giả đứng ngoài nhìn xoe tròn mắt, Lục Ly hấp thu sương mù nhiều màu. Bọn họ không rõ ràng sương mù này là cái gì, nhưng nếu có thể trấn áp Tiểu Bạch và 8 cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn thì chắc chắn là thứ cực kỳ lợi hại, Lục Ly thế nhưng có thể hấp thu. Các cường giả ở bên dưới căng thẳng thần kinh nhìn Lục Ly và đỉnh đấu pháp, một ít cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn cảm giác lòng bàn tay đổ mồ hôi, giây phút này bọn họ ước gì Lục Ly đại phát thần uy đập nát cái đỉnh. Ta hút, ta hút, ta hút. Lục Ly đang nghe truyện trên TV audio CV điên cuồng vận chuyển vòng xoáy trong pháp giới, sương mù đến bao nhiêu hút bấy nhiêu. Lục Ly nhìn đỉnh trên đầu mình, nhếch mép châm chọc. Đỉnh kia là thần binh chí tôn, quanh năm suốt tháng tự động hấp thu nhiều năng lượng, nhưng không thể nào vô cùng vô tận, Lục Ly chống mắt xem đỉnh kia có thể kháng bao lâu. 1 nén hương, 2 nén hương, nửa canh giờ. Ánh sáng từ đỉnh rốt cuộc yếu bớt, áp lực trên người Lục Ly hoàn toàn giảm mạnh. Lục Ly thở hắt ra, hắn tùy thời có thể chặn đứng uy áp đi xuống đài cao. Chỉ cần hắn không chết, nhóm Tiểu Bạch tự nhiên sẽ không sao. Ông! Khi Lục Ly đang chuẩn bị đứng lên thì phát sinh sự tình khiến hắn và cường giả ở bên dưới khiếp sợ, đỉnh lại tỏa sáng, sau đó xoay tiếp rồi rớt xuống với tốc độ khủng bố. Tổ cha nó! Lục Ly chửi thầm, tự nhủ đỉnh không chơi theo quy tắc trò chơi, đấu không lại hắn thì chơi xấu, trực tiếp đổi thành dao trắng đâm vào, rút ra thành dao đỏ, muốn nghiền hắn thành thịt nát hay sao? Pháp giới! Lục Ly một bên khống chế pháp giới điên cuồng vận chuyển, đầu óc xoay chuyển nhanh, muốn vào pháp giới. Khoảnh khắc đỉnh sắp đụng trúng, Lục Ly cảm giác áp lực trên người thả lỏng, hắn lập tức trốn vào pháp giới. Bùng! Vang tiếng nổ điếc tai, đài cao rung động mạnh, đồng thời đài cao cũng sáng lên một luồng sáng chói mắt, như mặt trời ban trưa nổ tung, sóng khí khủng bố ập đến, đẩy tất cả chí cường giả lùi mấy trăm trượng. Nhóm Vũ Đại Nhân cảm giác trước mắt ánh sáng trắng chợt lóe, chờ bọn họ chống đỡ sóng khí, hấp tấp đi ra xét thì phát hiện cảnh tượng kỳ dị, Lục Ly biến mất trên đài cao, đỉnh cũng biến mất theo. Hỏa ma! Một cường giả giật mình kêu lên, thần niệm lần lượt quét qua, biểu cảm trở nên cực kỳ khó xem, hắn thì thào. Đừng nói là bị trấn áp thành bột mịn rồi nhé. Không có vết máu. Một chí cường giả khác có chút hoài nghi chớp chớp mắt nói. Cho dù nháy mắt bị trấn áp thành bột mịn thì cũng phải có chút mùi máu chứ. Thần binh chí tôn của hắn biến mất, đỉnh cũng biến mất, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Không cần hoảng. Trong tay Vũ Đại Nhân xuất hiện một miếng ngọc phù bản mệnh, hơi phun ra một hơi nói. Tiểu chủ còn chưa chết, như vậy hỏa ma chắc chắn cũng không chết. Không xảy ra vấn đề thì tốt rồi. Tất cả cường giả đều thở phào, bọn họ giật mình ngạc nhiên, Lục Ly biến mất có thể lý giải, dù sao thuật tiềm ẩn của hắn rất biến thái, vừa rồi đã mất tích 2 lần. Đỉnh đi đâu? Đỉnh kia đập xuống rồi sao biến mất luôn? Chẳng lẽ rơi vào đài cao? Đỉnh kia trấn áp thất bại, cho nên giấu đi. Lục Ly không ra, bọn họ cũng không dám loạn động, đành vận dụng thần niệm mạnh nhất xem xét bốn phía, tìm kiếm tung tích của Lục Ly. Vũ Đại Nhân thì dùng thủ đoạn đưa tin đặc biệt báo cho Đông Cảnh Chi Vương ở bên ngoài biết chuyện vừa rồi. Một cường giả phân vân thì thào. Kỳ lạ, sao ta cảm giác đỉnh kia không ở trong tiểu thế giới này? Trong đỉnh có đạo của cường giả đại viên mãn, có hơi thở độc đáo, hiện tại hắn cảm giác hơi thở này biến mất. Chết tiệt, cái quỷ gì? Tại sao sẽ như vậy? Cơ hồ cùng lúc, trong pháp giới của Lục Ly vọng ra tiếng kêu, hắn đang nằm sấp trong pháp giới, trên đầu có một cái đỉnh tròn đang xoay tiếp, trong đỉnh vẫn có hà vụ rủ xuống bao phủ Lục Ly, trấn áp hắn không cách nào di động. Đỉnh kia theo Lục Ly vào trong pháp giới. Một món thần binh chí tôn, một tòa đỉnh trấn áp 10 cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn không cách nào di động, suýt bị đè chết, nó đột nhiên đi vào pháp giới của Lục Ly, khiến hắn khiếp sợ, mặt ngu ra. Giây lát sau, hắn mừng như điên. Ở trong pháp giới thì Lục Ly không tin đỉnh kia có thể đè ép hắn, cho nên tương đương với hắn ngoài ý muốn lại được đến một món thần binh chí tôn. Tuy rằng xem tình huống thì không dễ tham ngộ đạo trong đỉnh kia, nhưng đỉnh ở trong pháp giới thì chạy đi đâu được nữa. Sớm muộn gì là của hắn. Ra ngoài. Hắn động ý niệm, thân thể biến mất ở trong pháp giới, quả nhiên đỉnh không cách nào khóa chặt hơi thở của hắn, ánh sáng từ đỉnh yếu bớt, sương mù rủ xuống cũng rút vào, lơ lửng bên trên pháp giới. He he. Lục Ly đứng ở trên đài cao, trong lòng cười to, thầm sung sướng. Bên ngoài, một đám cường giả nhìn thấy Lục Ly hiện hình thì mừng rỡ. Vũ Đại Nhân sốt ruột hỏi. Hỏa ma, tình huống như thế nào? Vèo. Lục Ly không thèm để ý Vũ Đại Nhân, người nhẹ như lông hồng bay xuống, thần khí không gian lóe tia sáng, thả nhóm Tiểu Bạch ra. Tiểu chủ. Một đám cường giả lập tức vây quanh, chữa thương cho Lục Tiểu Bạch. Lục Ly nhìn thấy có một cường giả cầm mấy gốc thần dược ít nhất mấy vạn năm tuổi nhét vào miệng của Tiểu Bạch. Phá của. Luyện hóa thần dược mới sẽ không lãng phí dược lực, đây chính là thần dược mấy vạn năm tuổi, nhét như vậy quá lãng phí. Nhưng nó không phải thần dược của hắn, dù sao đám cường giả này có dư thần dược, hắn cũng lười nói nhiều. Chí cường giả bị thương có nặng, có nhẹ, hầu hết đều tỉnh, thật ra lúc ở thần khí không gian thì bọn họ đã bắt đầu chữa thương. Tiểu Bạch ăn chút thần dược và đan dược, tình trạng vết thương nhanh chóng khép lại. Ta mang tiểu chủ ra ngoài trước, Cảnh Vương đã chờ lâu bên ngoài. Vũ Đại Nhân ngẫm nghĩ, thu Tiểu Bạch vào thần khí không gian. Tiểu Bạch đang khôi phục, với thân thể của Tiểu Bạch thì 1-2 ngày sau có thể nhảy nhót như thường, dù sao cũng không có gì đáng ngại. Vũ Đại Nhân nói một tiếng rồi mang mười mấy cường giả chạy nhanh xuống dưới, không thèm nói lời nào với Lục Ly, dù là một lời cảm tạ. Lục Ly biểu môi, không để bụng. Đông Cảnh Chi Vương không hy vọng Tiểu Bạch chơi với gà mái ngày xưa, Lục Ly hiểu tâm trạng đó. Vũ Đại Nhân vội vã mang theo Tiểu Bạch ra ngoài, chắc chắn cũng là vì muốn báo cáo với Đông Cảnh Chi Vương ngay, nhìn xem thái độ của Đông Cảnh Chi Vương. Lục Ly không sao cả, nếu Đông Cảnh Chi Vương không muốn Tiểu Bạch làm bằng hữu với hắn thì hắn sẽ lặng lẽ rời đi, trực tiếp đi Nam Cảnh, đi Vấn Tiên Cung tìm nhóm Loan Tịch, Mạc Thiên Thiên. Lục Ly không phải loại người thấy người sang bắt quàng làm họ, cũng sẽ không bởi vì phụ thân của Tiểu Bạch là Đông Cảnh Chi Vương mà mặc dày làm thân với Tiểu Bạch, để được phát triển tốt hơn. Lục Ly đến tiên vực chủ yếu là vì xác định Lục Tiểu Bạch có phải là Tiểu Bạch, tiếp đó xác định Tiểu Bạch sống có tốt hơn. Khi rõ ràng cuộc sống của Tiểu Bạch rất thoải mái, về sau phát triển cũng tiền đồ vô lượng, không chừng sẽ trở thành tồn tại đứng đầu nhất tiên vực. Lục Ly rất vui vì điều này, thật lòng mừng thay Tiểu Bạch. Cái khác đã không trọng yếu, đương nhiên nếu Tiểu Bạch cùng hắn nhận nhau thì hắn tự nhiên sẽ càng vui vẻ, dù sao ở trong lòng hắn xem Tiểu Bạch như đệ đệ. Một số chí cường giả rời đi, có một số ở lại, một số chí cường giả bị thương nặng cần chữa trị. Có một chí cường giả đi tới, đại biểu Lục Tiểu Bạch và đám võ giả bị thương gửi lời cảm ơn đến Lục Ly. Người này còn bảo Lục Ly chờ chút, đợi đám cường giả lành vết thương đôi chút rồi tất cả ra ngoài, đến lúc đó sẽ trịnh trọng tạ ơn Lục Ly. Lục Ly càng không có ý kiến, hắn ngồi xếp bằng một bên, không e ngại đám chí cường giả này ra tay với mình. Với thái độ của Tiểu Bạch đối với hắn, cộng thêm hắn cứu mạng Tiểu Bạch, nếu đám chí cường giả này dám sằng bậy thì Đông Cảnh Chi Vương chắc chắn sẽ diệt toàn tộc của bọn họ. Có cường giả mơ ước chí bảo của Lục Ly, cũng có cường giả tò mò cái đỉnh đi đâu, Lục Ly ngồi xếp bằng ở một bên nhập định, bọn họ không tiện hỏi nhiều. Lúc trước bọn họ châm chọc mỉa mai Lục Ly, bây giờ ngại chủ động bắt chuyện. Thời gian rất nhanh qua đi 1 ngày rưỡi, đám chí cường giả khôi phục rất nhanh, đều luyện hóa đan dược đứng đầu, tình trạng vết thương khôi phục hơn một nửa. Bọn họ đều đứng lên, đi ra ngoài. Đa số ải ra vào nguy hiểm đã bị san bằng, cho nên bọn họ ra ngoài rất thuận lợi, tiêu phí hết nửa ngày, tất cả cường giả đi ra tòa cung điện kia, quân đội bên ngoài đã đi hơn một nửa, nhưng vẫn có quân đội trấn thủ ở đây. Bên ngoài có mấy chí cường giả ở đây, vừa nhìn thấy Lục Ly đi ra, một chí cường giả tiến lên nghênh đón, cung kính vái chào, nói: Hỏa ma đại nhân, tại hạ tên Tang Du, Cảnh Vương bảo ta ở đây nghênh tiếp người. Cảnh Vương nói chờ người ra ngoài lập tức mang người đi Tinh Diệu Thành ở gần đây, Cảnh Vương đã mang nhóm tiểu chủ đến đó trước. Trên mặt Lục Ly lộ ra nụ cười nhẹ, khoát tay nói: Dẫn đường đi. Ông. Tang Du lấy ra một chiếc chiến thuyền này phi thường cấp cao. Tang Du mang theo Lục Ly đi lên, các chí cường giả khác cũng lên theo, chiến thuyền phát sáng, sau đó phá không bay về phía nam. Lục Ly được mời vào khoang thuyền khách quý, Tang Du hết sức khách khí. Lục Ly là dạng người ai khách khí với hắn thì hắn sẽ không đánh người ta, cũng lễ độ trò chuyện vài câu. Nơi này cách Tinh Diệu Thành cũng không phải rất xa, bay nửa ngày thì một tòa thành lớn đã thấp thoáng hiện ra, đây là một trong những đại thành ở Bắc Bộ Đông Cảnh, giống như Vân Vương Thành, là một trong những trọng thành chống đỡ Bắc Cảnh. Đến Tinh Diệu Thành, Tang Du mang theo Lục Ly vào ở trong một tòa trang viên, đây là trang viên hàng đầu, bên trong phi thường hoa lệ. Có nhiều thứ Lục Ly chưa từng gặp qua, hơn 100 thị nữ, tất cả đều chờ phục vụ một mình Lục Ly. Tang Du rất khách khí trò chuyện với Lục Ly một lúc, bảo hắn cứ yên tâm ở lại, cần gì cứ nói với quản sự. Tang Du không nói khi nào Đông Cảnh Chi Vương sẽ gặp Lục Ly, để Lục Ly lại đây một mình. Lục Ly không sốt ruột, không vươn ra thần niệm, thoải mái ở lại đây. Ăn linh quả đứng đầu, uống linh trà đứng đầu, ngủ tu luyện tham ngộ vô ngân đạo. Nháy mắt qua 5 ngày, không có bất cứ chí cường giả lại đây, Tiểu Bạch cũng không có lại đây, Lục Ly dường như bị quên đi. Lục Ly ngược lại cảm ứng được trong thành không ngừng có cường giả vô hạn đến gần đại viên mãn đi vào và rời đi, nhưng không có chí cường giả đến chỗ Lục Ly. Mặt ngoài Lục Ly vô tư, nhưng trong lòng hơi thất vọng. Hắn suy nghĩ một hồi, quyết định chờ thêm 10 ngày, nếu Tiểu Bạch còn chưa lại đây, vậy thì hắn cáo từ rời đi. Nếu Đông Cảnh Chi Vương không cho phép Tiểu Bạch làm bằng hữu với Lục Ly, ký ức trong cổ mộ của Tiểu Bạch có lẽ bị phong ấn, hắn không muốn mặt dày tiếp tục ở lại. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.